tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn nắng về theo bướm lạ của nhà văn hồ trường an người đọc thái hoàng phi cụ thông bà vốn là chị của bà cụ bắc cụ có hai cô con gái đồng trang lưới với thấm cụ thông ông khi di cư vào nam mang theo chứng bệnh suyễn khi gia đình cụ thiên cư về vùng cái sắn thì cụ ông chết vì cái bệnh dị ứng đó người nhà chở cụ ra trạm y tế quận mà vẫn cứu sống cụ không kịp nhận thấy mình ngoài em gái và cháu gái ra thì chẳng còn ai thân thích cụ bà đem hai cô con gái là cô hồng và cô lam về vĩnh long để gần gũi em gái và cháu gái của mình nhưng cụ không chịu ở sớm bánh phòng đâu Cụ mua một ngôi nhà ở sớm Thiền Đức Vì theo cụ nhận xét thì ở đây Nhà cửa đông đúc Lại gần cầu sắt bắt qua bên kia thành phố Tuy cụ nói vậy Nhưng cụ bắt thừa biết Chị của cụ sợ thần rễ trời đánh Chính giáo kim của cụ Giai giảng hoặc tôm tem cô Hồng lẫn cô Lam Đời nào cụ chị chịu nói ra Điều mình phòng ngừa Cũng vậy Cụ em không bao giờ bày tỏ điều mình hiểu biết nhưng hai cụ thầm hiểu như nhau Rằng tên chồng lụ đạn của Thấm Tên là Quỳnh Văn Khanh Nhưng lại có cái hỗn danh là Chính Giáo Kim Không phải là hạng người thẳng thắn Và đứng đắn đối với phụ nữ Như Đức Quang Thánh Quân Hay ông Liễu Hạ Huệ Thời sửa thời xưa bên Tàu đâu Thà hai gia đình ở khác sớm nhau Thì hai cụ mới tránh được hậu hoạn lãng nhách Có thể xảy ra Có thể giữ phẩm tiết cho cô Hồng và cô Lam Cụ thông bà mới có 65 tuổi Mà tóc trắng như bông lau Thân khô héo vỏ vàng như thân cây sậy Môi cụ mỏng lét Khi cụ cười trở nên nhăn nhở Lộ tất cả vẻ nghiệt ngã cay cú Sắc mặt cụ hầm hừ Cái nhìn dò xét Cụ thường đai nghiến chính giáo kim trước mặt con gái Chúng mày còn khờ dại Làm thế nào mà biết được Cái tên tiểu tặc phải gió của bọn đàn ông đúng là cây gậy ăn mày bà đâu thọc đây Chắc con nởm à tao thừa biết tên chính giáo kim kia có cái nhịn rất gian nụ cười rất lắng cái miệng rất tiêu cái lưỡi rất quyển chuyển thư đàn ông mà đĩ mồm dẻo miệng như nó thì tránh sao khỏi có đĩ tính chị em chúng mày á vốn mà mềm lòng lỏng dạ nó chỉ hót líu lo vài câu là cả hai tục quần tóc dai nạp cho nó để nó tả tơi ngay tao còn là gì bọn đàn ông thằng bố chồng cáo hổ báo yêu tinh của chúng mày á ngày xưa ưa phá trinh con gái nhà người tao chỉ sợ chúng mày trả ác quả cho thằng bố chết tiệt chết tôi thằng bố dìu môi quả mổ kia cụ thông bà thường nói bóng nói gió cho cụ bắt hiểu rằng cụ muốn gả hai cô con gái rượu của cụ cho người có chút ít chữ nghĩa như các thầy giáo dạy ở trường tiểu học Thiền Đức hoặc như thầy trưởng chi bưu điện hay thầy trưởng chi y tế ở các quận lỵ nhỏ bé cũng được. Cho nên cụ thông bà dạy con rất kỹ. Cụ cấm Hồng và Lam ăn mặc chải chuốt, cấm cười lớn tiếng, cấm uống tóc, cấm trà lết quết sảm cái đít trên ghế nhà hàng xóm. Bà bảo em gái. Cô Hảo à? Hảo là tên của chồng cụ Bắc. Xem đây, cô hai phụng tường và cô ba phụng thoại chẳng những có ăn học mà còn ăn nói hoa mỹ Hành kiểm chặt chẽ hơn người nên họ mới lấy được chồng tử tế như thế chồng cô hai bây giờ là trưởng ty ti thông tin còn chồng cô ba là trưởng toán công dân vụ hai ông ấy đều là công chức có phải không nào cụ bắt gật đầu xác nhận nghiệt một nỗi chị của cụ giống bà tư hơn bà bạn thân thiết của cụ ở cái tật hay mắng chửi và hay rủa xả con cái những câu tục tằng thì bậc cha mẹ có tư cách làm sao có can đảm cưới cô hồng hoặc cô lam cho con trai của họ chị cụ dạy con bằng những lời gai góc bằng những câu chửi tổn thương bằng thái độ ầm ỉ như già giặc hồi còn độc thân miệng lưỡi chị cụ nổi tiếng là hỗn dữ lại còn ưa ăn nói trây chúa và tục tiểu bởi đó mà ngày xưa Mãi tới 32 tuổi Chị cụ mới lấy được một người đàn ông Tuổi ngoại tứ tuần Và trải qua hai đời vợ Tức là cụ thông ông đó Ông chồng lại có số đào hoa Dù lớn tuổi mà vẫn được mấy con dâm phụ Non nheo nhẽo say mê Và dù bà vợ có nhan sắc mặn mồi Nhưng ông ta vẫn thích cấm lên đầu vợ Vô số cặp sừng công giúp Như sừng con trâu pháo Giờ đây Ngày nào nhà cụ thông bà cũng gian tiếng ó ré của cụ Trước khi giáo quấn hai cô thục nữ, Cụ bà giáo đầu bằng hai cô châm ngôn bất hủ. Bởi à, tao mang nghiệp dày đứt mỏng, Mới đẻ con đần độn như chị em chúng mày. Các cụ ta thường bảo rằng, Đẻ con khôn, mát à, rười rưỡi, Đẻ con dài thảm bại ca. Cụ kêu hai con mình bằng những hỗn danh thập phần kiều diễm. Hai con nởm, hai con chết chìm chết cháy, hai con mắt quái mắt yêu hai con thị màu đi cầu không chùi đích hai con uống ngữ viện của bà về cách chửi rủa thì voi dao dò bừa bãi như cỏ hoang lên láng tràn ngập như nước trong ao vào những ngày mưa dầm nhà của thông bà ở đối diện dãy phố ông thầy thuốc khương hữu long sau dãy cây còng lớn cỡ vòng ôm tàn tỏa rợp bóng ranh nhà thuộc loại một căn hai trái vách dáng bổ kho mái lợp ngói nên lót gạch tàu khuôn viên của cụ gồm nửa mẫu đất nhưng có hai cái ao choáng ở phía sau được cái là ao lưu thông với dòng rạch ở sớm rẫy đó là nhờ hai khe nước nhỏ chui lòn qua lớp hàng rào sương rồng và hàng rào tre gai dây xung quanh nhà bằng hai ống cống do đó mà cụ có thể xài nước ao để giặt vũ do gạo rửa rau hoặc múc nước vào các lu khạp ảng bồn rồi lóng phèn để xài cho các công việc bếp nút khác Cụ thông bà vốn thực tế Nghĩ tới cái ăn ngay khi cụ mới dọn về đây Cụ thả rau muống xanh lẫn rau muống tía trong ao lớn Còn ao nhỏ cụ thả rau nhút Xung quanh mỗi ao ở chỗ xăm sắp nước Cụ trồng rau ôm rau cần Trong khuôn viên chỉ có cây khế chua vài cây chuối hộp Trước nhà lại có cây da xà Ngoài ra là lùm bụi quang dại Cùng có ống cỏ chỉ cỏ mần chầu tràn lan khắp khuôn viên nhưng đối với cụ đó là những thứ cây hữu dụng cả Lá chuối hộp xum xê và rùm rà Cụ có thể rọc từng phiến Bán cho thím chính lực gói bánh tét và bánh ú Và bán cho chị năm ổi gói mắm ruốc và ba khía Khi chị ta đem hai thứ này ra bày bán ở chợ cầu lầu Khế thì dành nấu bún ốc hoặc làm mứt nguyên trái Được nhuộm nước cốt, cỏ măng chầu Nên đượm màu xanh thấm như ngọc thạch hoàng gia cây da xà tỏa dùng bóng râm lớn dùng để che nắng trong sân dưới đôi tay cần mẫn của cụ cỏ và cây hoang dại bị bứng sạch để dành chỗ cho lũ ổi xá lị còn tơ những khóm chuối xứ chuối cao chuối già hương và những cây mận chiết nhánh ngoài ra cụ còn trồng những khóm bông trang những cây điệp ta những luống trồng bông huệ những luống trồng bông hoàng điềm toàn là những thứ hoa để dành cho các thiện nam tín nữ cúng phật cụ cũng không quên trồng kinh giới để ăn cặp với bún ốc, trồng thì là để xối mỡ ăn cặp với chả cá, trồng cà pháo để muối trái và để làm món cà pháo dầm mắm tôm. Một hôm nọ, chính giáo Kim dưng lệnh mẹ vợ đến biếu cụ thông bà hai con cá giuồn để cụ thông bà có thể nấu ngót với rau cần và cà chua rồi chan lên bún. Vừa bước qua khỏi cổng do cô Lam mở, chính giáo Kim ta chợt thấy một vùng cây kiển bông hoa cùng các luống rau tươi hơn hớn dưới ánh nắng trong suốt và vàng tơ của tháng chạp cô hồng mặc chiếc áo túi bằng nhiễu màu tím than quần vải săn đầm đen đầu đội nón bài thơ trắng nõn cô đứng gần vật đất trồng rau rau húng tía tô kinh giới tầng ô thì là sau lưng cô là cây điệp ta trổ hoa đỏ và những bụi bông trang cao cỡ sải tay nào là trang trắng trang vàng nào là trang hường trang đỏ và có cả trang tím nữa nụ cười của cô trong vành nón lá như sáng lên Hài hòa với thân thể khỏe mạnh và màu da hồng hào của cô chính ta chợt hiểu đây là công trình tạo dựng do những bàn tay cần mẫn của mẹ con cụ thông từ một vùng hoang dại họ sửa sang thành một vùng hoa cỏ rau dưa ngoạn mục và có thể sở đất sẽ đem lại cho họ một vài lợi tức nho nhỏ song song với cái đẹp của khuôn viên Chàng cảm thấy yêu cái lẽ sống mãnh liệt cùng cách sống đẹp của họ mà quên đi thể chất nồng nàn của cô Hồng cùng cái đẹp dịu dàng và trong sáng của cô Lam. Cô Lam và cô Hồng đã có nghề may quần áo phụ nữ và quần áo trẻ em. Cả hai nhờ may khéo nên chẳng bao lâu có nhiều mối tìm tới đặt may. Còn cụ thông bà gói giò thủ và chả lụa rồi đem bỏ mối ở ngoài chợ. Bề sanh sống của họ tạm gọi là bảo đảm. Năm đó cô Hồng đã 20 tuổi Còn cô Lam được 18 Như vậy tuy là cha chị Mà họ kém tuổi hơn cô Thấm Cô chị kém 2 Cô em kém 4 Cô Hồng đẹp lẳng Mặt hơi vuông chữ điền Mắt ướt môi tươi Nụ cười đỉ ngầm Thân dốc cao lớn Và nồng nàn khỏe mạnh Cô Lam với dốc dạc vừa tầm Mặt trái xoan Mắt xếp và sáng oai nghiêm Nụ cười đoan trang thùy mị Khuôn mặt hiền hậu nhưng tiềm ẩn vẻ can trường nhẫn nại họ không vấn tóc trần như phụ nữ bắc kỳ mà cũng không búi tóc thành cái bí bo sau ót như phụ nữ nam kỳ dù không uống tóc nhưng họ biết cách ăn diện họ cột tóc theo kiểu đuôi ngựa hoặc đánh bính hình con rít rồi thả trước ngực trông họ tân thời lắm dù họ không xài tới son phấn mà chỉ tỉa cặp mày cho sắc nét ba mẹ con cụ thông bà giữ đạo thiên chúa hai cô con gái đều gia nhập vào ban đồng ca của nhà thờ Vĩnh Long. Cả hai có giọng khỏe và ngân gian. Ngoài việc hát thánh ca, cô Lam không hề hát loại nhà cải cách đương thời. Cô chỉ hát bản Ave Maria hoặc bản Santa Lucia bằng lời Việt cho ban văn nghệ nhà thờ khi họ tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ. Cốt gây ngân quỷ giúp diện mồ côi, giúp trường mù hay cho cuộc cứu trợ nạn nhân bảo lục miền Trung. Còn cô Hồng cãi lời mẹ, Nhất định gia nhập vào Ban văn nghệ của phòng thông tin Vĩnh Long, Cụ bà chửi rùm beng Văn nghệ phòng thông tin Cái mã mày đấy à Động đĩ tra hình đấy con Con đĩ trồn chín đuôi à Mày à, liệu hồn mà theo bọn gái Đu đỡn trong ban văn nghệ ấy Cái bọn dâm không ra dâm à, Trinh chẳng phải trinh à, Ta thấy thế nào á Cô Hồng hùng hổ Con cốc cần các cô ấy con chỉ cần thầy Hán Sơn cưới con Cụ thông bà liền ngưng chửi Lỏ mắt ngó con gái Có thật không đây Thầy ta đã tỏ thái độ gì đối với mày Thầy ta đã ướm lời mày cách nào Mày mà bị chuyện thì chết với tao Cô Hồng nhìn mặt cười hí hởn Thầy ta đòi đưa bà cụ thân sinh đến đây viếng nhà cho biết Thiếm Hải Xuân tán thành Cô Hồng khéo lửa bạn trăm năm đó Thưa cụ Cháu nghe nói thầy Mai Hán Sơn là giáo sư âm nhạc Và huấn luyện viên thể thao của trường Tống Phước Hiệp Thầy có giọng tốt Lại đẹp trai, khỏe mạnh Trong ban văn nghệ phòng thông tin Thầy giữ các tiết mục đơn ca, đồng ca Hài kịch đều hoàn hảo Nữ sinh chạy theo thầy rần rần Mấy ả chịu chơi trong tỉnh sẵn sàng cho thầy chơi chịu Thấy chị vui Cô Lam cũng khôi hài nhưng rồi ra đó chị Hồng lại có hy vọng chiếm được trái tim thầy Và hy vọng được thầy rước về nhà Làm hán sơn phu nhân Cô Hồng không giấu giếm tình cảm của mình Chỉ nghĩ đến khi mình cho in trên danh thiếp Hàng chữ Madame François Xavier Mai Hán Sơn Là chị sướng rung sướng đến rụng rời Chị em mình hát trội hơn các nữ ca sĩ tài tử địa phương Vì giọng chúng mình lãnh lót Chúng mình lại còn biết ngân nga như ca sĩ Đài Phát Thanh Sài Gòn. Từ khi hai cô Hồng và Lam theo mẹ về đất giảng, thì các xóm trong xã Long Đức Đông đều xôn xao. Chú thích, đất giảng, tức là đất vĩnh, vĩnh Long Do ngày xưa, dân chúng không dùng chữ vĩnh, mà dùng chữ giảng để thay thế vì sợ phạm quý tên tộc của nhà vua. Hết chú thích. Cái đẹp của họ chưa thể gây sóng gió bằng giọng hát và nghệ thuật trình diễn của họ thổ đó trường trung học không nhiều cho nên nữ sinh trung học được giới bình dân quý trọng nghe nói hai chị em họ chỉ học xong lớp nhất và thi đậu bằng cơ thủy ngoài bắc mà thôi chứ chưa học tới bậc trung học ban thành trung hay ban đệ nhất cấp vậy mà cái dáng dấp nữ sinh cùng phong thái cao sang đài cát và giọng hát đẹp của họ chẳng những làm cho các nam sinh của các trường tư thục ao ước mà giới công chức tư chức bậc trung phải ngây ngất say sưa nữa cô thấm lúc đầu sợ thằng chồng thợ mộc đẹp trai có biệt tài ca giọng cổ du dương của mình dâm hành tơ tưởng hai cô chị nhà bác của mình tới chừng cô hồng chê dân ưa ca giọng cổ là dân nhà quê tới chừng dân tân học xung xoe xung quanh cả hai thì cô yên lòng lắm vậy là hình ảnh thằng chồng mảnh trai lại có số đào hoa của cô chẳng có đặc điểm nào dưới mắt của hai cô chị tân thời kia riêng bà tư hơn thì nơm nớp lo sợ hai thằng con trai của mình vớ nhầm con vợ bắt đang thân thích với bà cụ bắc đang thích ăn các món bắc như bánh cuốn phở bún thang, bún ốc bà quay mặt 180 độ liền trời ơi tôi trầy di tróc giải đẻ con trai rồi để cho tụi nó thả đuôi chuột dọc hủ mắm tôm hay sao rước thứ dâu bắc kỳ về nhà để tụi nó cho mình ăn mắm tôm ăn tương đậu nành đều đều hay sao gái bắc khi sổ ngọt thì lời lọt tận xương còn khi họ phun nọc vào mình thì mình chỉ có nước nhất tê nhất bại Nếu không mà thì cũng bãi hoại tứ chi chứ không chơi đâu Đâu phải ả bất kỳ hoặc mũ bất kỳ nào cũng mềm mỏng dễ thương như cụ bắc Cũng biết điều như vợ thằng chính giáo kim Hai cậu con trai bà Tư Hên là Phi Long và Phi Phụng Được người chú ở Sài Gòn cho ăn học tại trường tư học Lê Bá Can Nhưng Phi Long chỉ học tới năm thứ hai còn Phi Phụng chỉ học tới năm thứ ba ban thành chung Rồi bỏ học Anh thì đi học sửa xe hơi và xe gắn máy Còn em thì học ngành điện Cho nên cả hai kiếm bộn tiền Bởi đó bà Tư Hơn có thể hãnh diện rằng Con mình có văn hóa tạm đủ Để lấy le với chồm sớm Lại có nghề chắc chắn trong tay Bởi vậy bà ra mặt kén dâu Thở trước khi thấy hai chàng phi ve giảng hai cô phụng tường và phụng thoại Bà sợ nơm nớp Sợ mình sẽ bị hai thằng kia Bắt mình thỉnh hai cây văn quá về thờ cúng Vì hai cô Phụng học tới năm thứ tư Dù có thi rớt bằng thành chung Nhưng vẫn học trên hai chàng một hai bực Lại nữa hai cô Phụng lớn hơn hai chàng phi vài tuổi Có vẻ khôn ngoan hơn Giờ đây bà sợ hai thằng con trai kia sáp cục Với hai cô gái bắt lạ quắc lạ quơ kia Cô Lam và cô Hồng lại có bóng sắc Tuy không trội hơn bóng sắc của những thiếu nữ đẹp nức tiếng trong tỉnh nhưng cũng đủ nịch ái chúng biến chúng thành kẻ chỉ biết thờ phụng vợ như tiên thánh mà coi rẻ mẹ như bọt bèo cặn bã hình như do quan trái đầu từ bao kiếp trước cụ thông bà và bà tư hơn giờ gặp nhau là không ưa nhau cả hai cùng chung cách ăn nói thô tục như nhau nhưng trong thâm tâm cụ thông cho mình là tục sâu sắc theo kiểu mấy cụ đồ xưa làm thơ châm biếm thế thái nhân tình còn bà Tư Hơn dưới mắt cụ là thứ tục bừa bãi bộc tuệt bà đâu tục đó. Riêng bà Tư Hơn cho rằng mình tục ngọt tục trơn, chẳng cao sước tự ái ai. Còn mụ già bất kỳ sâu hiểm kia là thứ tục có ngạnh có mắt như lưỡi câu, chỉ làm cho thiên hạ đau thốn tim gan vì tự ái bị mụ gào rách te tua như cái nùi dẻ. Rõ ràng đây là trường hợp đồng bệnh tương đố chứ không phải trường hợp đồng bệnh tương lân. Nhưng cái ghét của bà Tư Hơn đậm đà nhất là ở chỗ Mẹ con cụ thông bà ưa giao du với Thiếm Hai Xuân và cô Năm Kim Nga Thiếm Hai Xuân là con nhà bác của chính giáo Kim Còn cô Năm là em chồng Thiếm Cô ta ở trong một căn của giải phố Trung Thành Cách nhà vợ chồng Thiếm năm mươi thước Vào mùa ốc, từ tháng 5 cho tới cuối tháng 8 âm lịch Hệ đi ngang qua nhà Thiếm Hai Xuân Là bà Tư Hơn bắt gặp mẹ con cụ thông bà và chị em nhà thím hai xuân ngồi ăn ốc cười nói véo dân với thím tiệc ốc thường dọn dưới bóng cây trứng cá trong sân nhà chú hai xuân chỉ có cái rào bệm kẽm gai nên khách bộ hành ngoài con lộ trải đá xanh trước cổng có thể nhìn rõ cái sân trần trụi của chú các loại ốc miền nước ngọt tiền giang có nhiều thứ ốc lát và ốc bu đem luộc để chấm nước mắm gừng ốc gạo luộc để chấm nước mắm chanh ốc dừa và ốc đắng luộc để chấm mắm xả ốc len xào nước cốt dừa. Ngoài ra ốc gạo còn được cuốn với dừa nạo, thịt phai, rau thơm, trong lớp bánh tráng nhúng nước để làm món gỏi cuốn ốc gạo. Mẹ con cụ thông bà mê tơi các món ốc. Có hôm dù không được cụ đại ốc, thím hai xuân cùng cô năm Kim Nga cũng mua ốc đem qua tặng gia chủ để cùng nhau ăn với gia chủ. Cụ thông bà dạy thím hai và cô năm nấu món bún ốc nên tình lối sớm thắt chặt thêm. Bà Tư Hơn biết quá rõ hành trạng dâm đảng táo tận của cô Năm Kim Nga. Bà chỉ chiết với bà Cụ Bắc. Cái con để chuột cống chuột xạ đó, nếu không phải là con hạ cơ à, thì cũng là con tuyên khương, hoặc con văn khương, hay con võ chiếu đầu thai à, chứ chẳng sai. À. Bà trai nào nó cũng chống đích, gặp tên mổ nào nó cũng nằm ngửa. Nó mắc bệnh cuồng dâm đó đặc cụ. Hãy vắng đợn ông chừng một đêm mà là nó ngứa ngái không chịu nổi vậy mà nó ưa đi chùa làm công quả miệng niệm phật vẽ quẹo mới là chướng chứ thành tâm mộ đạo gì nó miệng tuy niệm a di Đà phật thấy sải sinh tay chặt quần ra chỉ trong một buổi tối mà nó dám cho thằng chính giáo kim và hai thằng con trai tôi tới nghiêng trời lệch đất có động trời không cụ từ lâu thấm đã biết cô năm kim nga đã từng tăng tiểu với hầu hết trai vùng này trong đó có chính dạo kim trước khi tên chồng khỉ gió lăn đùng kia cưới cô làm vợ cho nên cô khinh ghét cô năm ra mặt eo ơi y thị đã cụp lại với tên quan gia lòng dơ dạ chuột của tôi rồi đây biết đâu y thị sẽ tái diễn cảnh dâm bôn thêm nhiều lần nữa cho nên thấm vuốt đuôi lương thế ư ừ, cụ tư thế thì hỏng quá hằng chí bà tư hơn tuôn ào ào giọng thổ mở chính là chưa biết đâu con đĩ xa bần hổ lốn đó còn thậm thục với thằng chợt phạt Dục tàn tức là bạch ngọc đường ở cùng dãy phố với nó đêm đêm nó mở cửa cho chợ ta qua đập mái tưng bừng tớ bở giường kêu cót két như cốc nghiêng răng phạt dục tàn làm nghề cán mì cán bột gói hoành thánh để đếm cho những gánh mì cho các tiệm nước trong thành phố Nghe nói hắn có nhiều tiền Hắn lớn còn trắng trẻo khôi ngô Nhờ bữa củi gánh nước Nhồi bột cán bột Mà hắn có dốc mình lực lưỡng Nạt nhiều mở ít bụng thon Tuy nhiên thấm vẫn chỉ chiết Cô ta ăn nằm với con trai Việt Chưa thỏa mãn hay sao Mà còn tòm tem qua tên triệt Xấu hổ quá đi thôi Bà Tư Hơn tuy ngồi bán các món quà ở xóm chuồng gà Nhưng mấy mũi khách hàng thèo lẻo Thường đến ăn và thông tin cho bà biết đủ Mọi chuyện khắp làng trên sớm dưới Cho nên chuyện phòng the của cô Năm Bà biết khá bộn Việc bà Tư Hơn rải muối độc Và trồng nấm độc lên cuộc đời Của cô Năm Kim Nga Vẫn được các mụ thèo lẻo rót lai láng vào tai cô Cô chỉ cười hề hề bảo chị dâu Bà Tư Hơn nói xấu em là việc của bà Còn việc cho hai thằng con của bà Chết chung một lỗ Là chuyện giải trí dài dài của em bả coi chừng ông chồng dây sờm của bả có ngày em thím sực luôn ổng cho bả tức trào máu chơi à thím hai xuân vốn có bụng thương mến cô em chồng của mình nhưng thím không quên nhiếc móc mày mà chưa lấy chồng anh hai mày và tao phải chịu đổi quần khắp thiên hạ còn bậc cha mẹ và đàn bà ở vùng này phập phòng chẳng biết lúc nào chồng của họ bị mày rinh đi mất chẳng biết lúc nào đầu họ sẽ bị mày cắm sừng Thôi em cưng, em gắn tu bỉ, cứ thả trôi thả nổi hoài e có ngày cưng đến bệnh tim la, bệnh lậu mố đã em. Cô nằm kim nga là gái chịu chơi, khách chơi cho cô tiền thì cô nhận, bằng không thì cô cho chơi miễn phí hoặc cho chơi chịu. Không bao giờ cô tính sổ với người đàn ông nào đã ăn nằm với cô một cách nghiệt ngã. Nghe nói cô làm nghề áp phe, buôn bán hộp xoàn cẩm thạch lai rai. Cô mập mạp dốc dạc vừa tầm khuôn mặt đĩ lộ nụ cười dễ dãi và tươi tắn sống mắt sáng ướt trong mắt đưa đẩy loang loáng cô ăn mặc chải chuốt tóc bới cái bí bo sau ót có bao lưới và dắt trăm thường ngày cô trang điểm nửa chợ nửa quê tuy quê bảy chợ ba mà cô vẫn đẹp mặn mòi cô đeo sâu chuỗi cẩm thạch đôi bông tai cẩm thạch đôi kim hoàng xăm hình rồng đoanh cặp cà rá nạm ngọc lựu Chiếc trăm cài chéo áo cẩn hộp hổ phách và sang hô Nhưng khi đi làm áp phe Cô cuốn tóc tay rế Mặc áo nhung trơn Đeo nguyên su bộ hộp xoàn chấp chới Ở cô cái gì cũng ống ả mướt rượt Cô cặp sách với ai cũng kín đáo Cô không nói tục Không nói trai với người ngoài Nhưng cô khoái nghe chuyện tiếu lâm Nghe rồi cười hình hệt một cách thống khoái Nhưng không bình phẩm Cô rất dễ thương Ai nói xấu sau lưng cô Lời nói xấu kia có khi tới tai cô Cô vẫn cười hiếp mắt Rồi trong mắt đưa đẩy loan loáng Trông thiệt dễ thương Thầy Mai Hán Sơn cứ trà lết nhà cụ thông bà Thêm một tháng nữa Rồi mới dắt mẹ mình là bà Biện Mai Văn Giang Đến dạm hỏi cô Hồng cho thầy Hỏi ra bà Biện Giang là em con nhà cô của bà Tư Hơn Dù bà Tư Hơn hết lòng khuyên chị mình Đừng cưới cô Hồng cho thầy Hán Sơn Nhưng bà Biện Giang ngáp dài Dì ơi thời buổi này tuổi trẻ kỳ cục lắm mà tụi nó ưng con nào thì mình nên cưới con đó cho tụi nó bất chấp con lũng hay con lành nên thì tụi nó nhờ hư thì tụi nó ráng cắn răng mà chịu nếu mình ép duyên tụi nó rủi mai sau gặp cảnh cơm không lành canh không ngọt tụi nó sẽ đổ thừa mình điếc tai điếc đích lắm vậy là đám hỏi tiến hành rùm rụp cô Hồng đem chia trầu cao và bánh trái cho họ hàng và chòm sớm thân thiết. Mỗi lần qua thăm hôn thê của mình, thầy Mai Hán Sơn cũng đều theo thầy Trần Thanh Thoại, giáo sư môn pháp văn của trường Long Hồ, bạn chơi bóng rổ rất thân của thầy. Thầy Thoại có dốc và trung bình, thân mình cân đối và liền lạc. Đã dạy thầy đẹp trai theo kiểu thư sinh thời cổ Bến Tàu, mắt sáng mày thanh, mũi thả giọt mật, môi đào răng lựu, da mặt mỏng và trắng hồng bà tư hơn một hôm nọ đến thăm bà biện giang bảo thầy hán sơn vì không hiểu tại sao cháu lại lấy vợ bất kỳ tụi bất kỳ không biết nấu cơm mà cũng không biết ăn cơm thầy hán sơn lấy làm lạ thưa gì sao lạ vậy chẳng hay họ nấu món gì và ăn món gì họ chỉ biết thổi cơm và xơi cơm thôi cháu à rồi bà kể xấu gia đình cụ thông bà toàn là những điều do bà tưởng tượng những điều tưởng tượng đó dựa lên cuộc sống phóng vật lăn loạn của cô năm kim nga bà biện giang và thầy hán sơn cứ gật đầu chấm câu để làm vui lòng bà họ thừa biết dù mẹ con bà cụ thông có giao thiệp với cô năm kim nga nhưng không bao giờ họ qua chơi nhà cô năm lại nữa cô hồng lẫn cô lam không bao giờ đi chung với cô ta khi có dịp đi chợ hay đi thăm viếng ai không hiểu sao những lời vu khống ấy lọt đến tai cụ thông bà Cụ đâu có thể nhịn bà Tư Hơn một cách dễ dàng Cụ tìm cách trả đũa mụ già độc miệng kia Nhưng cụ không dám nói với ai Ngay cả cô Năm Kim Nga và Thím Hai Xuân Mà chỉ dám tâm sự với em và cháu gái Cái mụ già Tư Hơn khốn nạn kia Cứ tưởng đầu hai thằng con trai của mụ quý bao lắm đây Hai thằng ấy tuy làm nghề có nhiều tiền Nhưng chúng nó hời hợt Cười nói oan oan Người chẳng ra người Ngợm chẳng ra ngợm Trông thế nào ấy Người nam thô lỗ Ăn nói tao nhã bằng người bắt chúng mình thế nào được Cô Hảo xem đấy Hoa sơn chi thì họ gọi là hoa dành dành Còn hoa lại ngọc Thì họ gọi là hoa lại trâu Nhà bưu điện thì họ gọi là nhà giấy thép Tòa hành chánh thì họ gọi là tòa bố Ngôn ngữ gì mà thô tháp Thô bạo, thô tục, chẳng ra sao cả Nghe nói loại kim hoàng thảo Thì họ gọi là cỏ chó đẻ Còn lá mơ tam thể họ gọi là lá thúi địch nữa đây Cô Thấm mỉm cười Thưa bác, thế mà tại sao người Nam kêu lá cúc mốc là lá nguyệt bạch? Bác thử nghĩ xem Tiếng nguyệt bạch và tiếng cúc mốc Thì tiếng nào hoa mỹ hơn hả bác? Cụ thông bà nguyết cô cháu gái của mình thật bén Ai mà chẳng biết Tên chồng chính giáo kim của thấm là người nam Hèn chi nó chẳng binh tiếng nam Và người nam chầm chập Đã vậy cô Hồng còn bòi thêm Mẹ ạ à, Tiếng nam cũng hay lắm cơ Đã phong phú ý tình mà còn thấm thía cảm xúc Giọng nam nếu không ngọt Thì làm sao hai nghệ sĩ Úc Trà Ôm Và Huỳnh Thái Kẻ nam người Bắc Ca vọng cổ làm say lòng khách mộ điệu bất kỳ hả mẹ Bà cụ bắt bảo chị Bác nhớ chứ Ngày xưa gánh cái lương trần đắc Từ trong Nam ra trình diễn ở Hà Nội Có đêm nào mà bác chẳng đến xem Bác cũng đã từng khen lấy khen để Với em rằng Trái lương Sài Gòn hay hơn chèo cổ Bắc Kỳ vạn bội đấy chứ Bác còn suýt xoa ông Nam Châu và Phùng Ha Mỗi khi cất giọng lên ca Là bác muốn tan thành khói thành mây Cụ thông bà rên Thế này là thế nào Mụ em của tôi thì chả nói làm gì Vì đương sự trước sau vẫn có lòng ngay giả thẳng Còn đứa con gái lớn chết tiệt này Khi chưa si tình thầy Mai Hán Sơn Thì nó chê ai mà hát vọng cổ là quê mùa Bây giờ nó lại lật lọng nói khác một cách tỉnh bơ Cô làm bảo mẹ Mẹ ơi nếu duyên giờ dông duỗi Con được lấy chồng bắt Nhưng lũ con của con mai sau trên đất nước Nam Kỳ này sẽ nói tiếng nam với người ngoài một cách rành rẽ còn khi trở về nhà thì chúng chỉ nói tiếng bắc ba sồn bốn sực với bố mẹ chúng mà thôi cụ thông bà dán cho cô lam một cái nhìn sấm sét tuy nhận thấy cô thứ nữ của mình nói nhầm lẽ nhưng cụ vẫn ghét cô vì cô chêm vào câu nói bốn tiếng ba sồn bốn sực nghe chói tai lắm lắm cụ thừa biết hiện giờ cô lam đang để ý thầy trần thanh thoại mỗi khi thầy tháp tùng thầy hán sơn quá thăm Thế nào cô Lam cũng diện chiếc áo bà ba mới bằng ni lông Hay bằng đề mi ni lông In hoa hòe hoa sói choáng lộn Nhưng để dành cho màu sắc bớt khổn bớt gắt Cô mặc chiếc quần sa tuyết nhung đen Áo thì chẳng nói chi nhiều Tấm lòng háo hức và phấn khởi của cô Độc đáo nhất là cặp mắt cô Khi cô được hầu chuyện với chị và ông anh rể tương lai của mình Cùng thầy thanh thoại Trời Cặp mắt sao mà sáng ngời ngời Reo vui một cách lạ lẫm khi cô được hai chàng tân học yêu cầu hát bài Serenata của Enrico Toselli mà Phạm Duy phổ lời Việt và ban cho nó cái tựa là Chiều Ta thì cặp mắt đó ướt rượt nói lên rất nhiều tấm lòng sôi nổi của cô. Riêng thầy thạch thoại mỗi khi bắt chuyện với cô là mặt thầy đỏ rạo đỏ rực đó hực đó hưng cặp mắt thầy đấm đuối ra mi thầy chớp lia chớp lịa coi thuốc chuột quá đến khi nghe cô hát Mặt thầy đực ra một cách dễ thương thổn ra một cách thơ mộng Thôi rồi Anh ả đang ở vào tình trạng tình trống như đã Mặt hoài còn e mất rồi Thầy Thanh Thoại cũng là dân di cư Tía thầy là ông phán Trần Thanh Lương Hiện làm việc ở tòa hành chính Còn thầy nhờ có bằng thành chung Nên dạy pháp văn bậc đệ nhất cấp Ở trường tư thục Lam Sơn Ông phán đông con có tới 9 đứa lần Vợ ông mập mạp mặt lúc nào cũng đỏ ké hai đứa con gái đầu lòng đã lấy chồng ở vũng tàu hai thằng con kế đi lính bảo an giờ đã trở thành hai ông trung quý kế đó là thầy thanh thoại còn cô em gái kế của thầy theo ở với người gì trên sài gòn cô ta dạy lớp nhất ở trường tiểu học cầu kho còn bốn đứa con chót đều là gái cả năm ngoái bà phán lương báo tin cho chồng và thằng con trai thứ ba hay rằng bà có triệu chứng mang bầu lần thứ mười chàng thanh thoại bảo mẹ ơi sau khi sinh nở xong xin mẹ kiêng đi bà phản lương quắt mắt rồi giải đành đạch miệng bù lưu bù loa mày nên bảo thằng bố phải gió của mày kiên á chứ bà nhất định không kiên thằng bố của mày kinh khiếp lắm mà nên bà kiên thế nào được hả trời bà gào bà rống bà lôi ra một ngàn lẻ một nỗi khổ tâm trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ của mình để kể tội chồng con Bà luôn lặp đi lặp lại câu Bà kiên thế nào được hả rời Làm các cô con gái chót cười chúm chím Mặt đỏ rạo rực May là kỳ đó bà hư thai Chồng bà hy vọng Từ đây bà bật đường xanh nở luôn cho ông dễ thở Ông bà phán lương khi mới dọn về đây Mướn một căn phố lầu đường Đồng Khánh Ngó xéo xéo qua dãy tiệm hớt tóc Tối tối mấy anh hứt tóc về cuộc đờn ca Bài bản cai lương ôm sòm nên bà phán lương on ý chồng dọn về cầu đào gần chùa bảy phủ thờ đức quan thánh đế quân ông mua ngôi nhà lợp ngói móc có vòm cổng trồng cây quỳnh anh chỗ lai rai hoa vàng đang lộn với cây bông giấy thường trổ hoa tím đỏ từ cầu đào đi thẳng bo một dạch... chưa đầy mười phút là tới sớm thiền đức nào có xa xôi lâu lắc gì nhưng thầy thanh thoại vì nhút nhát không dám đến giếng cô lam thầy phải đợi thầy mai hán sơn từ giải phố bà thông dịnh gần đất thánh tây cởi mô tô qua để cùng đề quê đến trồng cây si tại nhà nhị kiều ca hát tân nhạc rửa ràng như các nữ ca sĩ đại phát thanh kia một hôm cụ thông bà đãi bún ốc cho hai chàng giáo sư trẻ tuổi có mời thím hai xuân và cô năm kim nga qua ăn vừa chạm mặt hai chàng cô năm cười chúm chím mắt long lanh tinh quái ôi tưởng ai xa lạ hai ông tướng này đã có vài ba lần tìm đến cô hỏi ra họ đã đi theo vết đào viên kết nghĩa thời tam quốc thầy mai hán sơn ra công dạy thầy trần thanh thoại môn võ thiếu lâm đáng lẽ thầy thanh thoại kêu thầy hán sơn bằng sư phụ cho đúng phép tắc đúng lễ nghĩa nhưng thầy hán sơn vì không muốn chịu leo lên bực ông già và cũng không muốn ai biết mình có võ nghệ nên chỉ nhận thầy thanh thoại làm nghĩa đệ mà thôi đó là vào buổi tối đầu tiên trong căn nhà của chị cô gần gò đất cao có xây mã thương gia tàu kê giang giữa cánh đồng loáng nước chị cô đã thiên cư về rạch giá theo chồng mới bà ta có nhờ cô trông coi nhà và tìm cách bán nhà hứa cho cô quê hồng trong lúc dọ giá và tìm người mua cô dùng ngôi nhà đó làm nơi hành lạc cho mình và lần đầu tiên cô đưa hai chàng hán sơn và thanh thoại đến đó mưa tháng bảy rào rào như trút nước lên mái ngói lên cánh đồng xung quanh bàn ghế đã dọn đi gần hết chỉ chừa cái bàn nhỏ bên cửa sổ bằng cây thao lao, chiếc vạt tre và chiếc đi văng nhỏ mưa cứ tuôn tầm tã hết đám này tới đám khác giữa hai cơn mưa gió lộng hành trên những cây me keo cây bằng lăng và cây mù u cây mộc lan xung quanh nhà chưa bao giờ cô năm no phỉ khoái lạc bằng cuộc ái ân đêm đó rồi cả ba cứ tỉ tê tâm sự với nhau gần suốt đêm cô phát cà phê sữa và hâm xong bánh canh nấu với cá lóc cùng giò heo đã làm sẵn để đãi họ chiếc đèn hoa kỳ đặt trên bàn cây thao lao luôn cháy sáng vào cuối canh tư cô phải châm thêm dầu vào bình đèn cụ bắt từ khi thầy mai hán sơn đã giảm hỏi cô hồng rồi liền khuyên chị bác ạ à, nay mai cháu hồng sẽ về làm vợ giáo sư hán sơn tức là trở thành cháu dâu cụ tư hơn rồi đấy bấy lâu nay bác và cụ ấy cứ hiềm khích nhau cụ ấy cứ bịa nhiều chuyện bất lợi cho hai đứa cháu gái cưng của em luôn may mà cụ biện giang biết suy đi kỹ lại nên mới cho phép con trai mình kết hôn với cháu hồng còn giáo sư thoại đang gấp ghé cháu lam nếu cụ tư hơn cứ tiếp tục phun nọc tới tấp vào gia đình bác em e rằng hai cụ phán lương sẽ cản trở không cho giáo sư thanh thoại tiến tới cuộc hôn nhân với cháu lam Vậy bác và cháu Hồng nên sử nhũng với cụ tư hơn là thưởng sách Có thế cháu Lam sẽ được duyên ưa phận đẹp mai sau Cụ thông bà có vẻ tư lự rồi thở dài sườn sượt Sau khi thầy thanh thoại ăn hỏi cô Lam, Vào một buổi sáng lành lạnh Cụ thông bà vào sớm chuồng gà để viếng hàng bánh cuốn của em mình Tại đây cụ gặp cô Năm Kim Nga Cô ăn mặc nhã đạm Áo nhiễu tím Quần Mỹ A đen Dệt bông cúc bông mai Tóc cô vừa uống gọn Phơi chiếc gái trắng mịn Hôm đó nhằm Chúa Nhật Trường tiểu học Thiền Đức đóng cửa Nên cửa hàng thưa thớt Tuy nhiên bà Tư Hơn vẫn bán quà cho bệnh nhậu Như khô mực và khô cá gọc nướng Trứng vịt lộn và trứng vịt ung um luộc Me cùng cốc ổi chấm mắm ruốc Ốc lát và ốc bu luộc mà là dữ kìa giữa mớ bánh ú bánh tét bánh ít bánh dừa còn có cốm dẹp ngào đường và trộn dừa nạo được đựng trong chiếc thau nhôm sáng loáng cụ nằm hớn hở bảo cụ thông bà cụ bà ơi ăn bánh cuốn xong cháu mời cụ dùng thử cốm dẹp ngào đường của bác tư để cụ thưởng thức món quà độc đáo của bác cụ thông bà gửi về mụ già đối thủ một cái trình thân thiện và một nụ cười cầu tài cụ ngọt giọng Vậy chứ cơm dẹp trộn đường của cụ tư thì ngon phải biết vậy xin cụ bán cho tôi ba gói còn cháu năm thì sao đây ăn bánh cuốn xong cháu dùng quà đặc biệt của cụ tư tráng miệng chứ cô năm kim nga cười một cách nịnh bợ cụ ơi cháu tới đây cốt ăn cơm dẹp ngào đường của bác tư đó thôi cụ bác bảo cô năm ạ à, Hôm qua cụ Tư có cho tôi một gói bột gạo Còn bác Thông lại cho khá nhiều chả quế Hôm nay tôi làm bánh cuốn thanh trì Đãi cụ và đãi chị tôi Sẵn tiện tôi xin mời cô Năm luôn Tôi đã ráng đậu hũ thật tròn Để ăn cặp với bánh cuốn rồi đấy Hôm đó sẵn ngon miệng Cô Năm Kim Nga ăn thêm trứng vịt lộn Cho bà Tư Hơn vui lòng Khi cùng về sớm thiện đức Cụ thông bà hỏi cô Năm Kim Nga Tại sao hôm nay cô tỏ vẻ thân thiện với bà Tư hơn? Cô Năm cười buồn. Cụ bắt khuyên cháu đó đó. Cái miệng độc dữ của bà Tư hơn đố ai kình địch nổi. Chọc bà ghét, mình chỉ bị thiệt hại nặng nề. Đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ. Thua dài dài, cụ ơi. Trong vòng hai tuần, bà cụ Thông và cô Năm Kim Nga cứ tìm đến bà Tư hơn để ăn quà. Cho nên cả ba dần dần bắt chuyện với nhau cởi mở hơn Lại nữa Hồng còn biếu bà chả cớm và bánh cớm Kêu bà bằng gì và xưng cháu ngọt sớt Tuy biết mẹ con cụ thông bà muốn lấy lòng mình Nhưng bà vốn yếu đuối trước quà cáp Và lời nịnh nọt của mẹ con cụ Do đó bà ngần ngại gì mà chẳng gọi cô Hồng bằng vợ thằng Hai Sơn Và xưng gì với cô Chú Choa ơi cách xưng hô ngọt sao mà ngọt liềm liềm thỉnh thoảng mua được tôm càng hay cá bóng trứng bà đích thân đem tới nhà cụ thông bà để tặng mẹ con cụ có lần qua thiện đức thăm vị hôn thê mai hán sơn tìm gặp cô năm kim nga đem gấm lụa qua hai chị em hồng và lam để may áo dài cô năm kim nga ổn ẻn bảo chàng thầy hán sơn à tôi đặt may một lượt ba cái áo dài cái bằng mousseline màu xanh rắc bông mận trắng dành đi ăn cưới cô hồng cái áo gấm đen in lông công mặt nguyệt Dành dự tiệc cưới cô Lam Còn cái áo sườn xám bằng gấm đỏ dệt bông tròn Theo long phụng bằng kim tuyến chen ngân tuyến Là áo cưới của tôi Mai Hán sơn làm thinh Mắt đâm chiêu Mặt buồn chẳng ra buồn Vui chẳng ra vui Cụ thông bà dặn cô Năm Tôi xin chúc mừng cháu Sắp gá chuyên với ông hàng xóm cán mì Và bột gói hoành thánh mà này Áo dành đi dự tiệc cưới Nên mai cổ đứng Đường mai cổ hở Như kiểu áo bà cố vấn Ngô Đình Nhu Áo do bà ta sáng chế ra Bị dân quê gọi là Áo cổ khoét châu đấy Chợt thấy bóng cô thắm Cùng cô làm hái bông huệ bên hè Cô năm kim nga cất giọng thẻo thật Cô Hồng nè Khi tôi mặc áo dài cổ cao Có chích ben Ai cũng nói tôi giống thẩm thúy hằng Mới hôm qua tôi mặc áo sườn xám Ai cũng trầm trồ tôi Giống nữ minh tinh Lý Lệ Hoa ở Hương Cảng Số là ông trưởng phòng thông tin tỉnh nhà Muốn thành lập ban kịch tố cộng Ông hứa đào tạo tôi thành nữ diễn viên chánh Tôi phần dần không biết lấy nghệ danh là Thẩm Thúy Nga Hay Lý Lệ Nga đây Cô có ý kiến gì không? Cô Hồng chỉ cười cười không nói không rằng Bên hè cô thắm trề môi dài thòn Mắt nguyết lia lịa về phía cô gái chịu chơi Sáng hôm sau tình cờ thầy Hán Sơn cùng thầy Thanh Thoại Dùng điểm tâm tại tiệm đồng hính Nổi tiếng các món hấp Như xíu mại, há cảo, bánh bao Bánh ướt triều châu, bánh ướt quảng đồng Ngoài các món mì hủ tiếu, hoành thánh, sủi cảo Chợt thấy cô Nam Kim Nga mặc áo sườn xám bằng hàng mỏng nền xanh Rắc qua tiên trắng Đi giày cao gót Xách bóp da láng ở ngoài Xăm xăm bước vào Cả hai mời cô cùng điểm tâm với họ Cô Năm ngồi bên cạnh thầy Thanh Thoại Phía dưới tấm gương vẽ hình tiên nữ tán hoa Treo trên vách Cô vui vẻ Chìa bàn tay trắng mềm với nắm ngón Sơn móng đỏ như da trái ớt sừng trâu Cho hai anh em cột chèo tương lai bắt Cô liếu lo Cảm ơn hai anh Em đã ăn cơm tấm bì gần miễu quốc công rồi Hôm nay em đến đây Tìm bà chủ tiệm Để bán cặp dòng cẩm thạch Chứ không định ăn uống gì hết Thầy Hán Sơn hỏi Nghe nói em sắp lấy chồng khách trú Có đúng không em cưng Cô nằm Kim nhà lộ vẻ Nghĩ ngợi xa xăm Rồi nở nụ cười ngõ ngoẻn Trên cặp môi tô son màu hồng đào ngọt liệm Đúng y chang đó anh hai à Em lăn loàn phóng vật nhiều quá rồi Tới tuổi 31 này Em nên trụ là vừa Thầy Thanh Thoại ngồi trơ một đống Chẳng biết nói gì hơn chỉ biết ngó cô gái chịu chơi Bằng cái nhìn ngây ngô khờ khạo vì thèm muốn Thầy Hán Sơn đề nghị Tụi anh sắp cưới vợ Em cũng sắp lấy chồng Tại sao tụi mình không tìm một dịp chót Để chơi trò một bà Táo Cùng hai ông Táo giao hội Hả em Cô nằm kìm ngà ngúng quẩy Thú thiệt với hai anh Chót nửa năm nay Em đụng độ với thằng chệt bạc trục tàn Em mới nhận thấy nó không thô lỗ như em hằng tưởng Hồi nào em tác quái tác yêu Dập dìu ông bướm Nhưng em không ái nấy lương tâm Giờ đây em đã thề nguyện sẽ ăn đời ở kiếp với nó Lẽ nào em cầm sừng nó cho đành hay sao Hơn nữa em đang có thai Nó đã hì hụt ra công đúc cốt Thì lẽ nào em để cho người đàn ông khác thảnh thơ tráng men lên con của nó hay sao Tội chết đa Con người dù có lòng rác dạ rơm cách mấy Cũng phải biết liêm sĩ chứ bộ Giảng đạo thánh hiền tới đây Cô nheo mắt nguyết hai chàng mô phạm Rồi bật ra cười hăng hắc Cô nhấn mạnh từng tiếng Càng khôn vũ trụ ơi Ông bà ông giải ơi Thằng chệt đó Kinh khủng lắm Ác ôn côn đồ thổ phỉ lắm Cho nên Con dâm phụ lý lệ nha này Từ đây thề bỏ thói đi ngang về tắt Đoạn tuyệt chuyện bắt kép dê trai Cô kêu ly cà phê đá Rồi mở gói cô táp lấy một điếu thuốc ngậm trên môi thanh thoại bật lửa châm điếu thuốc cho cô cô lim dim phà khói mơ màng mấy anh nên coi chừng bà tư hơn lóng rài bả thân thiện với cô hồng và cô lam lắm đó Hệ bà biết em còn tò tí với hai anh bà sẽ rủ mấy mụ chằn ăn chăn quấn mấy bà sư tử hà đông xách dao bầm nhuyễn em rồi chuyên thành chả quế chả cá thu còn hai cô kia thay vì dùng giọng ngọt như mía gò mây hát cho hai anh nghe. Họ sẽ dùng giọng khế giọng chanh để căn nhăn hai kẻ ngoại tình cả năm chưa chán. Huống hồ suốt tháng chưa ngôi hay sao? Hết chuyện